Đừng tua, clip này không có quảng cáo, clip này không có quảng cáo. Nói nhiều bạn không tin ta ơi, mình bị hội chứng Kamezoko, không thể nói dối được. Mình không thể nói dối thật, test cho anh em xem nhá. Thằng Khanh nó có bồ rồi. Kame, kame, ha! Thằng Khanh là một cái thằng lừa đảo. Ủa? Sao không bị kame ta? Ủa sao tao không bị kame mày? Mày lừa đảo thật đúng không? Ủa tao nói dối sao không bị kame Khanh? Mày lừa đảo thật đúng không? Mày lừa đảo chứ gì? Tao nói dối mà không bị kame mày lừa đảo đúng không? Nhiều bạn bảo mình là anh còi trùm youtuber Temobi, trùm youtuber Ngọc Rồng, mà sao không có ô tô để đi à? Mình là dạng con người không thích khoe khoang, có gì nói nấy. Thực chất là nhà mình có ô tô nhưng mà mình không có thích quay. Quay lên làm gì? Khoe mẽ làm gì? Ô tô người ta là sao? Ô tô người ta, ví dụ như ô tô của mấy youtuber Ngọc Rồng thì sao? Nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Còn ô tô của mình nó chạy bằng động cơ tay. Một con mà đi mày cũng địa rồi. Hai Đéo cái là lôi con với thằng như mình đó. Mẹ thì bị lộ rồi, bị lộ gần tay mất rồi. Người đã tí cắt. Tí cắt lại đây nè, lại đây anh em mình chơi. Rồi ok, đây chị kia đang, đây chị kia đang. Anh em mình đẩy, anh em lại đây đẩy. Đẩy. Này này em đẩy chính này nè. Mình xin. Trong khu tao sống nếu mày thích tao có ô tô. Trong khu tao sống nếu mày thích tao có Temobi. Game nhái liên minh số 1 Việt Nam. Đừng quên tải Ngọc Rồng Online tại App Store và CH Play. Và đánh giá 5 sao để nhận những phần quà hấp dẫn, 99 mảnh đá vụn và nhiều viên 7 sao hấp dẫn khác. Từ, đoạn này kiểu gì cũng có mấy thằng cho rằng mình có học thức bay vào bảo là đấy, đụng đến miếng cơm của nó là nó lên tiếng nó sủa đấy. Thằng nào nói câu đấy nhá, hẹn nhau tại cầu chữ Y, búc câu Việt chạm nhau nhẹ phát đệ. Bình tĩnh nào các bạn trẻ, đừng có sống vội, suy nghĩ cho mình nhiều hơn là người khác đi. Bạn sẽ không bao giờ khá lên được đâu, bằng chứng hiện tại là hồi xưa mình như các bạn và hiện tại bây giờ mình vẫn rất nghèo. Hài hước đến thế là đủ rồi ha. Chúng ta vào chuyên mục ngày hôm nay đó là nói một chút về cái vụ mà admin yêu cầu, đó là những người bán ngọc là phải đạt 1 tỷ sức mạnh và qua được Fize, tức là xong được nhiệm vụ Fize, tức là qua được tương lai đó. Cái mục đích của admin là fit như vậy là để gì? Để tránh những cái thằng úp ngọc mà tao đến chịu luôn. À từ. Đó là những cái bạn mà muốn mua ngọc nhá thì chỉ cần qua được siêu thị nhá. Chỉ cần qua được siêu thị là mua được ngọc. Còn những cái người bán ngọc mới là yêu cầu 1 tỷ sức mạnh và sau nhiệm vụ Fize mới bán được ngọc. Thế thì vì lý do vì sao mà người ta phản đối nhiều ạ? Tại vì là bây giờ nhá, chúng tôi bán ngọc, chúng tôi nạp tiền với chúng tôi bán ngọc, mà bây giờ mấy ông fit thế thì làm sao chúng tôi bán? Một số thằng nó lại kiểu là thì anh còi anh làm xong nhiệm vụ số 4 rồi, anh làm xong nhiệm vụ Fize là bán được ngọc, anh cày lên 1 tỷ thì dễ mà. Dễ đối với một ạc. Nhưng mà bây giờ tới 20 ạc, 50 ạc ngọc, 60 ạc ngọc, 60 ạc chứa ngọc. Hỏi làm làm sao? Sao mà làm nổi? Một cái ạc đựng 500k ngọc trị giá tới 50 triệu Việt Nam đồng, bây giờ giao cho một thằng trời ơi đất hỡi nó làm nhiệm vụ. Nó không lấy mới lạ, rủi ro cao mọi người ạ, rủi ro cao. Mọi người phải hiểu cho mình. Cái vụ mà fit bán ngọc fit những cái thanh niên úp ngọc thì thực sự là mình không quan tâm. Mình không quan tâm vấn đề đó.
Mà nói thật những cái thằng Úc Ngọc á là những cái thằng nó cũng cày miệt mài á. Nhưng mà ok, fit thì cũng ờ nếu mày thích thì khu này tao có cô kê luôn. Ok luôn. Nếu mày thích tao có ok luôn. Ngọc của mình toàn ngọc nạc đéo sợ. Nhưng mà đằng này không thấy một triệu chứng thì gọi là hỗ trợ cho người mua bán hết. Toàn YouTuber quảng cáo không, không hỗ trợ cho người mua bán. Đến chịu luôn, đến chịu luôn. Fit lên 200 triệu sức mạnh. Xong bây giờ fit lên 1 tỷ mà còn yêu cầu xong nhiệm vụ phi re. Khóa 1 triệu ạ, Jin và Win danh trại. Những số điện thoại 12 số. Chỉ cho đăng ký Gmail. Wow. Cái game nó vãi lìn càng ngày càng giống Avatar à. Làm ơn trưởng thành dùng đi. Cái game này á, cái kênh YouTube Hội Quán Ngọc Rồng Online á, là của Bulma. Mà Bulma là sao? Cũng kiểu support thôi, có làm được mẹ gì. Nói thẳng vậy. Nói đôi khi nhiều va chạm này nọ mà cũng tầm này thì va chạm cái đéo gì nữa. Bulma nó chỉ kiểu như là làm công ăn lương thôi. Đấy, còn mà cái phần quyết định là nó nằm ở phần Quy Lão. Mà chú Quy Lão, chú có đang xem clip này không biết chú già chứ mà sao chú suy nghĩ chán thế nhỉ? Chú không suy nghĩ cho bọn con tí nào luôn. Vãi lòng thật. Má đến chịu luôn. Chú mẹ, chú bao nhiêu tiền, chú con nạp cho chú một năm bao nhiêu tỷ mà chú bảo. Nạp một năm bao nhiêu tiền vào. Mà chú thuê cái đội ngũ kỹ thuật toàn là học sinh với sinh viên. Gọi là thuê một cái đội ngũ kỹ thuật của Temobi. Tao nghĩ là chắc là toàn là học sinh với sinh viên. Nói thì lại tự ái, chuyện tâm linh không đùa được. Nói thì lại tự ái ra, nói thì lại tự ái. Một, có mỗi cái vụ Úp Ngọc thôi, có mỗi cái vụ Úp Ngọc thôi mà khóa cả triệu bạc game. Nào là không cho tạo tài khoản, chỉ cho tạo bằng Gmail, fit 200 triệu cho fit lên 1 tỷ. Mà không có cái chính sách nào mà để hỗ trợ cho những dân buôn. Mà game thì muốn nạp nhiều. Mà những người nạp nhiều là những người nạp nhiều là những YouTuber như mình. Chứ còn mà mấy người mà kiểu như nạp lắt chắt lăn chăn 10.000 20.000 sao mà ấy được. Mình nạp một lần 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu. Thí dụ vậy đi. Đó, nó phê không? Nó phê kinh dị không? Mà nói thật, bây giờ chúng ta mới nói về cái vấn đề đó là nãy giờ là mình nói đang nói cái vấn đề ở ngoài thế này. Nhiều nói nhiều khi va chạm mà nên là mấy YouTuber kia không dám nói. Nhưng mà tại kênh mình là mình cứ nói hẳn ra, nói hẳn mẹ ra đi. Nó thẳng ra là ngu đặc luôn. Ngu đặc. Không phải là đã chạm tới miếng cơm anh à, ok luôn, không cho bán ngọc, chơi mày luôn. Không cho bán ngọc, chơi mày luôn. Được luôn. Nhưng mà đằng này fit ngu chứ. Fit nghĩ sao mà người ta đi bán ngọc thôi, người ta dần mua bán. Lúc đầu là mua bán thoải mái. Cách đây 5 năm trước mua bán thoải mái. Cách đây 2 năm thì bắt đầu fit cái kiểu 200 triệu, ok. Bây giờ lại fit lên 1 tỷ, thấy người ta không nói gì là fit lên 1 tỷ. Mà chỉ nhằm vào mấy cái thằng Úc Ngọc nha mọi người. Chỉ nhằm vào mấy cái thằng Úc Ngọc. Rồi thì không cho tạo tài khoản Gmail. Game dần dần nó sụp xuống. Thì doanh thu nó giảm là bọn nó lại đổ tội cho hack. Doanh thu nó giảm là mấy thằng Temobi nó lại đổ tội cho hack. Ờ do hack đấy. Nên là bây giờ phải fit hack. Doanh thu nó giảm là do mấy ông không biết được suy nghĩ cho bọn tôi này. Những cái người mà nạp tiền vô game là những người như bọn tôi này. Chứ còn mấy cái thằng hack thì nó làm gì? Nó có nạp cái đồng cắt nó vào game đâu. Fit nó. Cứ fit. Nói thì nhiều bạn lại bảo là ở chạm vào miếng cơm của thằng còi nên thằng còi nó nói. Mẹ nói đúng thì thôi chứ, nói đúng thì thôi chứ. Mẹ đi bây giờ đi bán ngọc cũng phải yêu cầu xong nhiệm vụ phi xe các thứ. Dã man thật, nói chung là nhiệm vụ thì làm rồi lên rồi bán cũng được thôi. Nhưng mà đằng này là nó xàm hết sức xàm. Nó xàm thì đủ luôn. Mình nói đội ngũ kỹ thuật của admin toàn là học sinh sinh viên. Không khéo mấy ông tay to trong nó lại ghét mình, lại rip mình thế này thế kia. Em nói thật với mấy anh, nếu như mà mấy anh có chỉ thị, mấy anh làm kỹ thuật bên đó, mấy anh có chỉ thị thì mấy anh làm nó sao cho nó hợp lý. Mấy anh cũng phải biết chơi game, mấy anh làm cho nó hợp lý. Mẹ làm toàn bóp giái dân buôn không? Làm toàn bóp giái dân buôn không? Game chúng tôi quảng cáo cho cả năm còn lấy cái đồng cắt nào đâu. Mà giận dã man, thực sự là mình rất giận luôn. Mình rất giận luôn về cái vấn đề này. Mình rất giận luôn về cái vấn đề là fit lên 1 tỷ và yêu cầu đó là phải đạt xong như một phi xe. Mẹ úp lên 1 tỷ là cũng gọi là cũng không khó lắm. Nhưng mà làm xong nhiệm vụ phi re tiểu đội sát thủ nó khó bỏ mẹ ra. Bây giờ nhá, nếu như thế này đi. Thằng Quy Lão á, ông Quy Lão đó, anh Quy Lão, chú Quy Lão, bà Quy Lão, chị Quy Lão gì đó. Đủ khả năng. Mà cầm 50 ạc bán ngọc của mình. Tự úp lên, tự làm trừ từ nhiệm vụ 10 người lên. Và sau đó làm xong tiểu đội sát thủ và nhiệm vụ phi re thì mình mới bái phục. Mà không phải bung á. Tự làm á. Thì mới ghê. Ok, từ nay trở đi fit sao cũng được.
mấy ông ấy, mấy ông chỉ ngồi trên mấy ông ấy, ra oai mấy ông chỉ chọ ờ fit kiểu đó đi. Mấy ông đâu có làm nhiệm vụ tiểu đội sát thủ đâu có biết được đâu, nó khó. Nói nhiệm vụ khó nhất game thì nó điêu mồm, nhưng mà đúng nó khó thật. Thì nói chung là mình cũng nói hôm nay mình cay, thực sự là cay, cay cho dân buôn thực sự luôn mình phải nói. Mấy kênh khác nó có thể là nó không nói hoặc là nó nói xương xương cho xong. Kênh mình là mình cứ nói thẳng toẹt ra. Ngu. Ngu. Vậy thôi. Ngu. Và đề nghị admin là phải có chính sách hoặc là có một trang riêng hoặc có một chính sách riêng để hỗ trợ cho những người nạp nhiều. Những người nạp nhiều vào game, có cả lịch sử nạp luôn, mình có cả lịch sử. Hỗ trợ cho những người nạp nhiều vào game hoặc là như thế nào đó để game càng ngày càng phát triển hơn. Mình là một người đam mê game ngọc rồng, không phải là cái vấn đề là bây giờ là mình ở, mình ghét quá mình nghỉ đi. Vô lý, sao phải nghỉ, mình đang thích game sao phải nghỉ, mình phải lên ý kiến để người ta rút ra kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ nhá, game nó yêu cầu như vậy thì phải hỗ trợ dân buôn làm sao để chuyển ngọc qua để bán hay như thế nào. Chúng tôi chiều tất chứ chúng tôi không phải là con người. Đó, nói vậy thôi mọi người hiểu nhá. Hôm nay là mình chỉ nói vậy thôi. Nói chung tóm với tóm tắt lại là hơi bị cay cái vụ fit này. Hơi bị cay luôn. Thực sự hơi bị cay luôn. Cay. Mọi người nếu có nhu cầu mua ạc thì cứ ghé coi octi97.com nhé. Sóng mình vẫn bán ạc vàng và ngọc. Ngọc thì mình bán một số server, còn một số server thì hiện tại đang bảo trì, tại vì không thể bán được ngọc được. À đây mình trời cụ bọc dài quá. Số kiện không có gì khác năm ngoái. Xin chào mọi người nhá. Thì sự kiện y chang năm ngoái anh em ạ. Nào trái dừa. Bây giờ mình nhắm mắt lại nhá, mình nhắm mắt lại. Trái dừa, quần đi biển, đổi vỏ sò, vỏ ốc, vỏ ến, vỏ ao, vỏ các thứ. Đéo hiểu kiểu gì mà sự kiện y chang năm ngoái, năm này giống năm kia và năm kia giống năm này. Oh yeah. Không sao, có sự kiện hè chơi là được rồi anh em ơi. Tới bên với còi corona đây. Còi corona hiện tại là 44 tỷ năm. Ôi, mấy bữa nay nhân 2 úp nhanh phết anh em ạ. Treo hack nhanh phết anh em ạ. Treo hack đấy, ngon khoác đi mấy ngà đi min. Đùa thôi chứ. Em chơi phó bản thường. Phó bản thường thuộc mấy phiên bản hack. Trong mấy phiên bản hack thì nó có ắc em thôi, nó vô tình. 900k vàng. Tiếp ha. Nói chung là cái sự kiện này là kiếm ăn được anh em. Vừa úp vừa kiếm ăn được. Được, sự kiện này chơi được. Đó, nói chung là kiếm thì kiếm không được nhiều nhưng mà 7 sao. Đó, vừa mới cả khịa đầu clip bây giờ có 7 sao. Đá lục bảo đâu? Đá titan đâu? Mẹ kiếp sự kiện gì đây? Sự kiện thì con ông cháu cha chơi à? Không, sự kiện này mà anh em có khoảng tầm 10.000 nạc game á. Sau đó anh em mỗi ngày úp ra 4 lần đi 99 như này thì may ra. Mở sẽ ra được tầm một đống vàng đấy. Mở ra được đống vàng được. Nói chung là hôm qua giờ mình chơi sự kiện thì rất nhiều anh em kêu là anh có chơi sự kiện mà sự kiện đi trang năm ngoái chơi gì. Nói chung là mình vẫn thích chơi còi corona hơn. Lỡ may nó được viên 2 sao thì nó lại được rực rỡ nè. Nói chung là đổi qua sự kiện này á, nó có ngẫu nhiên nè, ngọc rồng ngẫu nhiên 1 sao đến 7 sao. Mày thằng nào lượm được 1 sao nói với anh đi nhá. Mày thằng nào lượm được 1 sao chặt cái đầu anh phế chuốt đi cho rồi. Bạn cần 5 mô trống để nhận đó hả? Vãi cứ thật á, mẹ đồ thì nó cho đúng một món duy nhất. Mà ô trống thì nó cần tới 5 mô. Chưa hiểu luôn. Mà đồ nó cho đúng một món mọi người ạ. Đồ mỗi lần rớt một cái mà cho 5 mô mới cho nhận. Dã man. Nói chung là hôm nay là mình cũng chia sẻ mọi người một số cái kiểu như là về cái vấn đề hài hước nè. Và mình cũng nói về một chút về cái việc mà admin fit lung ta lung tung mọi người. Thực sự chán thực sự luôn á. Chán thực sự, nó fit mẹ nó fit vô lý chứ. Fit vô lý thì người ta mới nói mới lên tiếng chứ đâu có phải là không không mà người ta tự nhiên người ta lên người ta nói đâu. Yên bình thì đâu ai nói làm gì. Mẹ nhằm mấy thằng úp ngóc mà toàn fit trúng dân buôn không à. Bực hết người luôn anh em. Thực sự là bực hết người luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sự kiện này. Ôi, bạn nhận được cải trang thành Dracula. What the fuck, 20 ngày xem 8. Đồ quá, ngon chứ kìa. What the fuck, mình có phải là người ngon nhất không anh em? Đỉnh mệnh. Bạn nhận được cải trang thành Dracula này. Ơ đê mờ, vãi trưởng chưa khanh. Đúng quá, may vãi cứt. Nè, cải trang này.
20 ngày được rồi. Má ơi, được, sự kiện này được, tôi thích. Tôi thích, đang thiếu cải trang để mang, tôi là tôi thích cái sự kiện này rồi nhá. Được, thường xuyên đa cải trang như thế này cho anh em chơi. Duyệt luôn. Mang đi phá úp này nọ, các thứ các kia. Nó lại tuyệt vời. Bạn cần 99 sao biển là hết rồi. Hết sự kiện này. Ôi, ui sao mà lê, má ơi, được một cái cải trang. Thơm. Đang thiếu cải trang vô cùng luôn, hòa đá luôn nhé. Trời ơi, tuyệt vời. Nói chung là hôm nay vậy là quá may đấy anh em. Hôm nay vậy là quá may rồi. Thì mình cũng nói một chút về nỗi lòng của mình, về cái vấn đề là admin Facebook Ngọc thôi. Thực sự là mình cũng rất là bực mình. Bây giờ chạm tới miếng cơm là một phần thôi. Một phần là feed quá xàm mọi người ạ. Nhắm vào những cái thằng mà Úc Ngọc để feed mà bây giờ ảnh hưởng tới dân buôn, ảnh hưởng tới doanh thu của game thì sai quá sai thực sự vậy. Thôi được rồi, nói chung là clip này mình dừng lại tại đây thôi. Anh em cũng đừng quên rằng mua acc thì ghé coi octhu97.com, mua acc 8 server giá rẻ nhá. Có cả của Úc Vàng nha anh em nhá, acc Úc Vàng, acc ăn rương 11 đó. Mình đăng một đống ở trên đó, Namex win được rương 11 đó. Thì anh em nào mua về xong rồi anh em sắm thêm đồ nữa, ăn rương 11 kiếm tiền cũng được. Kiếm tiền ăn bánh mì buổi sáng, học sinh này nọ, học sinh sinh viên này nọ. Có khoảng tầm 50 acc gì đó cũng được, cũng ăn rương 11 thì cũng kiếm thêm được. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem clip này. Đừng quên dislike để ủng hộ, quên